Hello anh em nhá, chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay thì mình đang đặt cảnh trong cái anh trai cái đèn cánh cửa của Hyundai. Đây, Hyundai cánh cửa và xi nhan các bạn nhá. Hôm nay thì muốn thay được các bạn chuẩn bị cho mình là một cái T10 và một cái Covid. Khá rất đơn giản luôn. Cạnh ra rồi các bạn nhá. Đấy. Anh cắm cho em rắc là xong luôn. Đấy. Anh yên tâm này, anh yên tâm hàng chỉnh chính hãng luôn mà. Chính hãng luôn, yên tâm, chuẩn 100% từ đường chỉ đến ký hiệu luôn. Anh yên tâm cho em rắc là xong luôn. Đó, đây anh ơi. Về lớp kỷ. Đó. Hôm qua sập cống, cái này cũng mảng này luôn. Đấy, anh lăn ra tí thôi, anh cầm tay anh bửa ra tí thôi được. Hai anh em đang làm cho ok, xong rồi đấy anh ạ. Ngon đấy. Thế được anh ạ, thế được rồi. Thế rồi anh ạ, anh cảm giác là xong rồi. Rồi ngon luôn. Chiều này cũng ngủ. Thế xem nào. Đúng anh ạ, à đi anh. Chưa đủ chiều. Đấy, ra nhà đi anh. Đó, ok luôn. Xong rồi các bạn nhá. Giờ mình sẽ thay cho anh trai cái đèn xi nhan. Muốn thay đèn xi nhan thì các bạn sẽ phải tháo cho mình hai con vít. Con vít đây và con vít dưới, con vít này này và con vít này. Đấy, rất đơn giản luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn tháo hai con vít này các bạn này. Thì các bạn tháo con vít này ra. Đấy, rất đơn giản đúng không các bạn. Sau khi tháo ra xong thì các bạn sẽ phải cậy đây ra cho mình. Đó, các bạn cậy ra. Cậy ra thì nó cái con T10 các bạn này. Các bạn cầm T10 các bạn xoáy thôi. Hay xoáy em thôi. Con T10 đây này, xong luôn. Đó, thế là xong luôn. Rất đơn giản luôn các bạn nhé. Cực kỳ là đơn giản luôn. Đó. Ok. Rồi, sau khi các bạn tháo xong thì các bạn tháo cho mình con vít này ra. Đấy, anh tháo chưa? Hai mấy cái này này cực kỳ đơn giản các bạn nhá. Cực kỳ đơn giản luôn. Sau khi tháo xong thì ok, nó sẽ có cái cửa. Các bạn cầm tay các bạn sẽ rút ra đằng trước. Đấy, nó sẽ có cái chốt này. Đấy, các bạn này rút rắc ra cho em xong. Đấy, rút rắc ra xong rồi. Đó. Bấm rồi, đấy. Rồi ok, xong luôn. Đấy, sau khi rút ra xong thì các bạn bấm lại ra cũ cho mình. Và giờ các bạn bắt lại như vị trí cũ thôi. Đúng rồi ạ, cảm ơn đúng rồi. Đấy, thế là xong luôn. Ok, sau khi các bạn bắt xong, các bạn giấu hết cho mình vào bên trong này. Rồi ok anh. Đấy. Sau đó các bạn cầm cái chốt này vào đây cho mình. Cầm cái chốt đây cho mình. Đấy, anh sẽ cắt cái này. Ok xong. Đây anh từ từ anh ơi, cái dây đó mình kẹt cho cái dây được qua này. Anh nhắc là để ra thì rồi. Không sao, không có được. Được chưa anh? Rồi ok, sau khi các bạn ấn xong thì các bạn bắt lại cho mình con ốc 10 là xong. Đấy, rất là đơn giản luôn. Đó, đây là cái toàn bộ cái công đoạn tháo cái đèn xi nhan cánh cửa và đèn xi nhan chính các bạn nhé, Hyundai HD. Rồi, sau khi các bạn bắt xong thì nó đã vào form. Nó vào form rồi, thì các bạn tiếp tục ấn cái răng vào đây. Đó, nghe xong thì các bạn đè lại cho mình cái này. Và đè lại cho mình cái này, nó sẽ có mấy chút các bạn ấn lại. Rồi, anh bắt lại con vít này là xong luôn. Đấy, con vít đen này anh ạ. Rồi, sau đó các bạn bắt lại vít này là xong nhé. Đó, đấy, các bạn bắt là xong rồi. Sau đó các bạn bắt cho mình lại con vít này. Ok, bạn bắt lại cho mình. Thế là nó ôm luôn. Rất đơn giản luôn. Đấy, mình là vừa rồi chia sẻ với các bạn toàn bộ lắp cái đèn cánh cửa và đèn xi nhan chính nhá. Chúc bạn thành công tất cả dòng bộ Hyundai HD N25SL ăn sau với các bạn 110SL 120 và toàn bộ là Hyundai thì nó đều là lắp như này các bạn nhá. Đấy, rất đơn giản luôn. Anh kêu anh trai rất là nhiều luôn nha các bạn nha. Có gì anh em vô ủng hộ cho mình nha. Cùng đầu tư nhà nước rồi các bạn ơi.